Xin chào các bạn, xin chào quý bà con. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn và quý bà con một cái công trình demo nó cực kỳ hay. Nó sẽ cho chúng ta thấy được cái khả năng xử lý cũng như khả năng thay đổi kiến tạo không gian tuyệt vời của tranh 3D. Nó sẽ biến một cái phòng ăn bình thường như này, một phòng ăn nó hơi cổ một chút với rất là nhiều đồ gỗ tông màu trầm thành một cái phòng ăn giống như trong resort vậy nhé. Nó cực kỳ hay luôn. Tôi thực sự rất là hài lòng và cực kỳ ấn tượng với công trình này. Để chúng ta xem cái phần chân sàn đấy, tôi nia nó thấp một chút để chúng ta cảm nhận cái sự ăn khớp từ chân cho đến phía trên. Một cái bức tranh mà người chủ người ta đã lựa chọn với rất nhiều ngụ ý ở đây và mình không phải tư vấn quá nhiều đấy. Còn hai cái xung quanh ấy, hai cái cạnh song song đi lên trên ấy, nó là hai cái hèm của cái cánh cửa ấy. Mình chỉ việc là ép cái bức tranh vào rồi rất là tiện. Mình thích nhất là cái chân sàn và cái phía trên ấy, nó làm cái màu giả gỗ ấy đó. Một cái bức tranh nó cho thấy cái sự ăn khớp tuyệt vời với không gian, và cái không gian nó mở ra cực kỳ rộng, cực kỳ sáng và nhiều năng lượng nhé. Một cái bức tranh thực sự nó đã biến một cái căn phòng ăn tương đối bình thường thành một cái phòng ăn nó đẹp như này. Chúng ta cảm giác chúng ta nếu mà có đầy đủ sơn nào hải vị đấy thì nó chẳng khác gì trong một cái resort cả, đúng không? Đó, đây là mình đứng đằng sau cái bàn ăn, mình view ra. Mình thích nhất là những cái bình ấy, những cái bình nó có độ sắc nét và cái hoa văn nó nổi lên, nó khác biệt hoàn toàn so với khi chúng ta nhìn trong cái hình demo nhé. Trong hình demo, bởi vì cái kích thước của nó khá là nhỏ, khoảng vài trăm pixel, thành ra chúng ta không thể nào chúng ta cảm nhận được cái chất lượng của những cái chi tiết nhỏ như những cái đóa hoa hoặc những cái bình, những cái hoa văn. Khi chúng ta làm nên một cái bức tranh lớn như này ấy, chúng ta view sát lên như này mà cảm giác được ấy, những cái hoa văn, những cái bông hoa ấy, nó sắc nét, nó đẹp vô cùng luôn. Đó. Một cái bức tranh có khả năng kiến tạo không gian cực kỳ tuyệt vời, đúng không ạ? Đó. Thì anh chị này cũng khá lớn tuổi rồi, người ta về hưu rồi, người ta tạo ra một không gian như này để cho nó mang chất nó thảnh thơi một chút đấy. Và mình thấy là một cái sự lựa chọn nó rất là hay, không phải cần tư vấn thêm gì cả. Mình thích nhất là cái sự ăn khớp của cái sàn, của cái sàn nhà thật đấy, và cái sàn của cái bãi biển, cái sàn gỗ bãi biển. Thì cái view chúng ta nhìn ra đằng sau nhé, cái view chúng ta nhìn ra đằng sau chỗ khu vực mà bàn rửa bếp ấy, và giếng trời. Bây giờ là đang khoảng 6:30 rồi, tối rồi, cho nên là rất là khó để mà chúng ta có thể thấy được cái sự tương tác với môi trường xung quanh. Còn đây ấy, thì cái góc view này mình cho thấy là cái bức tranh của chúng ta nó không hề kém cạnh với những cái đồ nội thất, với những cái đồ gọi là khá là đẳng cấp ở trong cái căn phòng khách phía ngoài, đúng không? Cái giá rượu để giữa, ngăn cách giữa phòng khách và phòng ăn như này thì bức tranh nó không những là không hề kém cạnh gì so với những cái đồ nội thất khá là cầu kỳ và đắt tiền của khách hàng, mà nó còn nâng cấp không gian lên rất là tuyệt vời nữa. Đấy. Phải nói là một cái bức tranh mà khách hàng chi phí không nhiều mà lại có một cái hiệu ứng trang trí như này, mình thực sự là trong cái nghề đi làm tranh ấy, nó vui nhất là những cái lúc như này, những cái lúc mà mình cảm nhận được ấy, cái sản phẩm của mình, cái công việc của mình, cái bức tranh của mình nó thực sự nó xoay chuyển được cái cục diện trong nhà của người ta, cái không gian nhà người ta, nó thay đổi được không gian, nó kiến tạo được cái không gian sống của khách theo cái ý mong muốn của người ta. Thì hy vọng cái demo và cái chia sẻ chân thực của chúng tôi đấy sẽ giúp các bạn có thêm ý tưởng hay để làm tranh nhà mình nó đẹp hơn nhé. Xin chào.